Buồn nào trao cho em, ai đã nói sẽ yêu em đậm sâu. Rồi một ngày em cũng biết mãi mãi chỉ là lời gian dối. Chỉ một lời trên môi anh thôi, người ơi em vui rồi. Thế nhưng em nhận lại gì đây hỡi anh, hay câu chia lìa? Cuộc đời em đâu mong, mong trái tim em được yêu. Chỉ một lần được mãi ở bên người, dù đời cay đắng. Trả lời em đi, sao anh lặng im, im như vậy? Anh cứ nói câu chờ anh nhé em, đến bao giờ? Anh em biết sẽ đau, đau một đời. Chỉ ước anh có thể ở bên, sẽ tới bên em gạt đi nước mắt. Hạnh phúc mong manh đến thế sao, em vẫn cứ đi tìm một đời. Liệu sau tất cả những bão giông, anh có quay về cùng em muôn kiếp? Xin chào anh em nhá. Mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa tai loi. Anh em còn gọi là cặp loa Puxel, hay còn gọi là cặp loa tay cũng được, của hãng tai loi. Đây là một cặp loa mình tuyển chọn về rất đẹp. Trong đây là nó sử dụng một con bass và mic chép đồng trục anh em nhá. Cặp loa này thì anh em có thể nghe nhạc độc lập. Một đôi này nào nó cũng là hay nhá anh em nhá. Anh em nghe cái phòng ngủ 20-25 m² là rất ok. Ngoài ra anh em có thể ghép chung với cái bộ dàn nghe nhạc. Anh em thích nghe cái giải mid và giải chép cao lên thì ghép thêm làm loa lời anh em nhá. Còn anh em thích hát karaoke trong bộ dàn gia đình của nhà mình thì nó cũng đáp ứng rất tốt anh em nhá. Làm loa lời nghe vào những cái bộ dàn nghe nhạc cũng được này. Làm loa lời hát karaoke cũng rất tốt. Cặp này nó chịu đòn cực kỳ là tốt anh em ạ. Nó có hai lỗ thông hơi này. Và tem mác logo còn đầy đủ. Tuyển chọn về được một cặp rất là đẹp anh em nhé. Cặp loa này anh em nhìn rõ là TH này, Magain bên đấy tầm như này anh em này. Và bên này cũng thế, nó có cái tem dập ở đây này. Magain bên đấy tầm TH. Cặp loa này mình tuyển chọn phải nói là đẹp xuất sắc. Anh em nhìn từ con ốc ở đây này, nó có 6 con ốc lục giác. Em vẫn cứ đi nguyên bản nguyên zin từ con ốc ở đây anh em nhá. Anh em yêu cặp loa này thì alo cho mình, giá mình đang bán là 4.500.000. Cặp loa này nghe nhạc rất hay anh em nghe tiếp đoạn nữa này. Người ơi đâu biết rằng loài hoa ấy vỡ tan vì thiếu anh. Hãy
thiếu anh. Người ơi anh biết chăng, người hỡi đâu biết rằng, chờ ngày anh đến bên hoa cũng tàn. Rất hay anh em ạ. Chờ ngày anh đến bên hoa. Anh em nào mà yêu cặp loa tai loay đồng chục này thì alo cho mình nhá, giá mình đang bán là 4.500.000. Đến với kênh của mình cho mình xin một nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.